Dù được kỳ vọng sẽ trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Grammy, nhưng BTS đã để hụt chân đầy tiếc nuối. Fan BTS đã không giữ được bình tĩnh mà có những hành động nhắm đến Lady Gaga và Ariana Grande gây ra tranh cãi trên khắp mạng xã hội. 7 giờ sáng ngày 15 tháng 3, theo giờ Việt Nam, lễ trao giải Grammy lần thứ 63 diễn ra trung tâm Staples, Los Angeles, Mỹ. Năm nay, BTS tiếp tục là đại diện K-pop có mặt với hai tư cách là nghệ sĩ được đề cử và biểu diễn. Cụ thể, BTS nhận được đề cử tại mục Best Pop Duo, Group Performance, phần trình diễn song ca, nhóm nhạc pop xuất sắc nhất với ca khúc Dynamite. Đây là giải thưởng được trao cho các bộ đôi, nhóm nhạc, ban nhạc, bản thu âm ca khúc nhạc pop. Cùng đề cử với BTS trong hạng mục này là những cái tên như One Dear, One Day của J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny và Tiny, Intention của Justin Bieber, FT Quover, Rain On Me của Lady Gaga và Ariana Grande, X-Try của Taylor Swift, FT Bon Iver. Kết quả cuối cùng, Rain On Me của bộ đôi Lady Gaga và Ariana Grande giành chiến thắng tại hạng mục Best Pop Duo Group Performance, BTS để trượt giải để tiếc nuối. Mặc dù chưa thể ghi danh vào lịch sử để trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên có giải tại Grammy, nhưng các thành viên BTS vẫn tự hào và dành lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn dõi theo và ủng hộ cho nhóm trong suốt thời gian vừa qua. Không phục trước quyết định của Viện Hàn Lâm khi trao giải Grammy cho Lady Gaga và Ariana Grande, một lượng lớn người hâm mộ BTS khắp nơi trên thế giới đã khuấy đảo tất cả các nền tảng mạng xã hội, kêu gọi công bằng cho thần tượng. Đặc biệt, đông đảo fan BTS đã tràn vào Twitter của Ariana Grande và Lady Gaga để buông lời xúc phạm nặng nề hai nữ nghệ sĩ khi đã giành chiến thắng trước BTS. Tình hình diễn ra căng thẳng nhất ở ngay phía dưới bài đăng mừng chiến thắng của Ariana Grande có tăng Lady Gaga vào để cùng chung vui. Đông đảo fan BTS cho rằng đây là một chiến thắng không xứng đáng nên đã tràn vào bài đăng của Tiểu Diva, để lại rất nhiều lời lẽ xúc phạm và dẫn chứng về việc Dynamite có thành tích khủng ra sao. Một số ít bình luận kêu gọi bình tĩnh nhưng đã bị nhấn chìm giữa cơn bão phẫn nộ của fan BTS. Người hâm mộ BTS tỏ ra bất bình trước kết quả. Dynamite của BTS đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng, phá mọi kỷ lục doanh thu vượt tất cả mọi sản phẩm kia, và trong lúc chúng ta đang tranh cãi thì nó vẫn đang dẫn đầu các bảng xếp hạng cơ mà. Họ rõ ràng bị đánh cắp giải thưởng này rồi, tôi sẽ không tỏ ra là mình ổn đâu, không hề. Nhưng Ariana có thay đổi được gì đâu, cô ấy có quyết ai thắng được đâu, đi mà chửi Grammy ấy. Người hâm mộ của BTS hãy bình tĩnh nào, chúng ta vẫn sẽ ủng hộ Dynamite chứ. Rất nhiều bài báo đã dự đoán về việc Taylor Swift sẽ chiến thắng với X-Sai, nhưng bạn thấy đấy cũng đâu thắng đâu. Đừng chửi bới Ariana và Gaga vì việc chiến thắng một giải thưởng mà họ không hề lựa chọn. Cảm ơn. Số khác bức xúc cho rằng Grammy chỉ mượn tên tuổi BTS để thu hút lượt xem, nhưng từ đầu đã không có ý định trao giải cho nhóm. Nhiều người chia sẻ đoạn nhận xét của Forbes trên mạng xã hội về kết quả. Trong khi BTS tiếp tục phá các kỷ lục, giải Grammy tiếp tục mất sự quan tâm từ công chúng. Ai mới là người thực sự cần ai? Chưa dừng lại ở đó, chiến trường còn lan sang cả YouTube khi MV Rain On Me nhận về hơn 100.000 lượt dislike chỉ trong một thời gian ngắn, và con số này vẫn tiếp tục tăng lên. Và ở phía dưới phần bình luận của MV Rain On Me, không khó để thấy được những bình luận tiêu cực và bất mãn của người hâm mộ BTS khi thần tượng thua cuộc. Trang fanpage lớn nhất của cộng đồng fan Lady Gaga tại Việt Nam đã thể hiện sự bức xúc của họ khi thần tượng bị ném đá nặng nề đến vậy. Sau thua cuộc này, BTS đang là xu hướng toàn cầu với những hashtag BTS Outristed Pride, BTS giải thưởng lớn nhất của chúng ta, Fly It Up BTS, BTS tỏa sáng, nhiều ARMY đã rất tức giận trước kết quả. Đây quả thật là một hành động không đẹp chút nào, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh BTS. Các trang mạng xã hội Việt Nam hiện cũng đang xôn xao trước hành động đáng lên án này từ một bộ phận fan BTS quá khích. Bên cạnh đó, nhiều người giữ tinh thần tích cực và an ủi thần tượng. Một fan BTS dự đoán, năm ngoái được mời biểu diễn, năm nay nhận đề cử và năm sau thắng giải. Tôi đã bình tĩnh lại và nhận ra giải thưởng này cũng không quan trọng. BTS đã tuyệt vời trước khi được đề cử Grammy và tên tuổi của họ sẽ tiếp tục phát triển. Một người khác bình luận, nhiều fan kêu gọi các thành viên ARMY cùng nghe toàn bộ các bản hit của nhóm để đưa họ dẫn đầu các bảng xếp hạng, đáp trả thất bại tại lễ trao giải. BTS sẽ có sân khấu biểu diễn tại Grammy 63 và được ghi hình từ trước tại Hàn Quốc do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước đó vào ngày 12 tháng 3, BTS đã tiến hành ghi hình cho sân khấu tại Grammy 63 trên nóc nhà Park One Tower cao 72 tầng tại Jeju-do, Seoul.